Bệnh dại là một bệnh, một loại virus tấn công hệ thống thần kinh trung ương. Virus dại chủ có ở nước bọt của động vật máu nóng như là chó, mèo và rơi. Và bệnh dại lây truyền từ động vật sang người. Và người có nguy cơ mắc bệnh dại khi bị chó mèo cắn. Vậy thì vì sao bệnh dại lại nguy hiểm như vậy? Thông thường thì bệnh dại không có triệu chứng ngay lập tức. Bệnh dại có thể nằm im trong cơ thể người từ 1 cho đến 3 tháng và bác sĩ gọi đây là thời kỳ ủ bệnh dại. Và với các cái triệu chứng xuất hiện sẽ xuất hiện khi virus di chuyển qua hệ thống thần kinh trung ương và tấn công vào não bộ của con người. Và cái dấu hiệu đầu tiên cho thấy có gì đó là không ổn là sốt. Bệnh nhân thì sẽ cảm thấy là mệt mỏi này hoặc là yếu này. Ngoài ra thì có cảm một cái cảm giác đó là đau, ngứa ran hoặc là nóng rát ở cái vị trí vết thương. Và khi virus lây lan qua hệ thống thần kinh trung ương, người bệnh sẽ phát triển các cái triệu chứng bệnh dại khác nghiêm trọng hơn, bao gồm như là mất ngủ, lo lắng, lú lẫn, nhẹ hoặc là tê liệt một phần này, và tăng động này, dễ bị kích động này, gây nên ảo giác này, nước bọt nhiều hơn, khó nuốt, hôn mê, suy tim hoặc là phổi và gây lên tình trạng đó là tử vong. Vậy thì cái bệnh dại như vậy thì có chữa được không? Hiện nay thì chưa hề có một cái loại thuốc đặc trị nào cho cái bệnh căn bệnh dại này. Chính vì vậy, mỗi gia đình, mỗi người và mỗi cá nhân cần phải tự bảo vệ lấy bản thân của mình. Và khi nuôi động vật này, chó mèo thì hãy cần tiêm vaccine đầy đủ từ của các bác sĩ thú y này. Và khi gia đình có trẻ con, những em bé thì các bậc phụ huynh cần phải chú ý. Và khi những gia đình nuôi chó mèo ấy thì hãy tiêm phòng vaccine và khi trong và không nên thả rông chó mèo và cần đeo dọa mõm để đảm bảo cho chính bản thân của mình này, của các em bé và những người thân xung quanh.